Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em làm câu hỏi 1, mục 2 La Mã trong 180, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Câu hỏi của chúng ta như sau. Theo em, có thể giải thích hiện tượng từ trái đất nhìn thấy mặt trời chuyển động từ đông sang tây bằng cách khác được không? Hãy sử dụng nội dung đã học ở mục 1 La Mã để giải thích được hiện tượng này. Bằng gợi ý trong sách giáo khoa, đó chính là sử dụng nội dung đã học ở phần mục 1 La Mã trong 179. Chúng ta có thể thấy rằng, trên thực tế, trái đất thì quay quanh mặt trời. Nhưng khi đứng từ trái đất, chúng ta có thể quan sát thấy mặt trời chuyển động từ đông sang tây. Vậy, ta có thể giải thích như sau. Do trái đất tự quay quanh trục của chính nó theo chiều từ tây sang đông, thế nên, chuyển động nhìn thấy của mặt trời quanh trái đất có chiều ngược lại từ đông sang tây. Chúng ta cùng cô trình bày câu trả lời nhé. Do trái đất tự quay quanh trục của nó. Theo chiều từ tây sang đông. Nên chuyển động nhìn thấy của mặt trời. Nên chuyển động nhìn thấy của mặt trời. Như chúng ta biết là chuyển động nhìn thấy với chuyển động thực sẽ bị ngược nhau đúng không nào? Chuyển động nhìn thấy của mặt trời. Quanh trái đất có chiều ngược lại. Quanh trái đất có chiều ngược lại. Từ đông sang tây. Từ đông sang tây. Như vậy là vừa rồi, cô và Kem đã cùng nhau hoàn thành xong câu hỏi 1, mục 2 La Mã, trang 180, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống rồi. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.